Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây Trung lên cái video giới thiệu với anh em một cái cây cầu trước của máy cài nhé. Đời này là đời máy cài GCB nhé. Cầu này nó xài chung trên GCB 3CX, 4CX, 1400, 1400B các thứ đó. Nó xài chung khá là nhiều của hãng GCB của anh nhé. Đồng hương của MF và David Brown các kiểu đấy. Con này nó đang lắp cái bánh là bánh xúc, nó không có lắp bánh máy cài. Anh em muốn lắp bánh gì đấy đấy thì cứ tự thay thế lắp nhé, nếu mà có ngay việc cần dùng ấy. Một cái cây cầu trước nhông bìa. Cái máy cài này nó tương đương với cái cầu 8000 nhé. Cái con GCB này nó là cái ký hiệu của con số của nó thì nó không ra gì hết, nó nằm nó không có ý nghĩa gì về cái ngựa đấy, nhưng mà nếu tính theo ngựa trên máy cài đấy thì nó tương đương với máy cài 80 ngựa, mình tạm gọi là máy cài 8000 đấy. Chính xác động cơ nó là 82 ngựa nha. Đây một cái cây cầu trước nhông bìa. Cắt trong xe ra sao để như vậy, Chung chưa có rửa qua nên nhìn nó hơi dơ bẩn một tí, nhưng mà tất cả các chi tiết đều ok hết nhé. Cắt đăng chén này êm rít hết nha. Cùi dĩa các thứ êm rít hết nè. Này, đây là phần mỏ dơ của nó nha. Này, tắt máy nha nè. Còn lăn cực kỳ êm luôn. Bao luôn cái dàn nhông hành tinh cho anh em. Có cả ti lái đầy đủ nha. Ác ba rê các thứ trên dưới là không có đầu, không có tí rơ luôn ấy. Còn khá là chuẩn luôn ấy. Ti lái của nó này nằm ở dưới gầm xe nên chỉ có mở ống nhát lỗ rồi thôi. Còn vệ sinh thì chưa nhé nè. Có cả ti lái nha. Ti sáng tròn luôn. Rửa ra là cái cầu này nó sẽ đỏ chói chang thôi. Chúng để nguyên trạng như vậy. Độ rơ không đáng kể luôn nhé nè. Nói chung là nếu mà lăn tay cảm nhận thì cái bộ cầu này thì chất lượng nó còn rất là ngon lành luôn. Theo chiều kim đồng hồ là bánh lăn về trước nha, chạy về trước nha, theo chiều kim đồng hồ nhé nè. Đây nè. GCB thông thường nó đi bánh lùng là chính, nó ít khi nào đi bánh cao lắm. Anh em có nhu cầu độ chế gì được cầu trước mới cài đây. Cần đi bánh lên bánh cao thì cứ tự túc nha, tự túc cái phần bánh. Trung đăng là đăng cái cây cầu xe là chính, không có đăng bánh xe nhé nè. Cặp bánh này thì cũng tháo ra thôi. Bánh này nó không phù hợp thì Trung cũng tháo ra thôi. Mấy cái tắc kê nó cháy cháy chắc phải qua lửa gì đấy mới tháo ra được này. Hoặc là cắt đóng tắc kê mới luôn. Loại này nó rất là dễ thay mà. Cái hiệu của nó đâu rồi nhỉ? Đây, cái thông số 14-17.5 nè. Cầu xe GCB này là made in England nhé nè, hàng của Anh nhé. Đây. Ác balance nằm giữa nhé. Có lẩu ác luôn, Trung đang xỏ cáp, xỏ xích để treo nó lên này. Rồi Trung báo luôn cái kích thước và thông số các thông số khác. Hai cái mặt bích này nhé nè, mặt bích bắt bánh này nè. Đây nè. Trong cái mặt bích bắt bánh này nhé. Nó có vòng tròn lớn nè, trong cái mâm này. Hai cái mặt bắt bánh cách nhau 1m87 nha. 1m87 ngang. Còn cái việc mà bắt cái bánh lòi, bánh là trồng lòi trồng thục ra thì nó sẽ làm cho cái chiều rộng của cái cầu xe nó rộng hẹp khác nhau nhé. Ví dụ như cái cầu xe đang đi hai cái bánh mặt 3.5 này nè. Thì phủ bì nó là 2m23. Đang là 2m23 đấy. Hai mặt bắt bánh 1m87, anh em làm trồng lòi trồng thục gì đấy thì nó sẽ ra trên dưới 2m tùy ý nhé. Nhưng mà thông thường máy cài mà từ 7-8 nghìn trở lên thì chắc cũng không có con nào dưới 2m2 đâu, nó trên 2m2 hết đấy. Hay một cái cầu xe rất ngầu nhá. Thật ra thì loại cầu nhông bìa này thì cái thân giữa của nó khá là gọn nên anh em có lắp lên kể cả những cái con mà 5-6 nghìn thì vẫn cảm thấy hợp lý nhá, vẫn thấy hợp lý như thường luôn ấy.
Trung view xa ra để anh em dễ nhìn này. Rồi Trung đăng cái cầu xe không bao gồm hai bánh xe nhé anh em, không bàn về hai bánh xe và không bao gồm hai bánh xe nhé. Anh em có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ, số vòng tua của nó là 16 tua nhé. Cầu này là cầu 16 tua nhé. Đếm thử rồi, đúng 16 tua ra một vòng bánh nha nè. Nó tương đương với cầu MF luôn đó, cầu MF nó cũng 16, có loại là 16 tua 25, 16 tua 75, 18 tua, tùy theo đời, nhưng mà trung bình của MF thì nó nằm cũng khoảng 16 hoặc là 16 chấm mấy thôi. 16 chấm mấy tầm tầm đấy. Thì cái cầu xe này nó cũng tương đương với nè. Lúc đếm thì Trung có thể đếm lẻ một tí, nó có những con số lẻ 16 chấm mấy đấy chứ không phải 16, nhưng mà mình làm tròn làm gọi là 16 tua. Anh em khi lắp lên xe tính đồng bộ lại nha. Cái vấn đề đấy là anh em thợ thì mới làm được, anh em chưa có kinh nghiệm thì rất là khó tính đồng bộ. Ưu tiên anh em thợ nha. Đây, nhìn cái mặt trước cầu nhìn nó cũng hay hay đấy, khá là gọn. Tì lái ba đời sông đầy đủ hết. Ba đời sông ngang, cắt ba dê cắt đăng. Chung sẽ bẻ lắc bánh vào một bên, nó tới khớp chặn này. Rồi anh em có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Món hàng có sẵn tại nhà nhé anh em. Anh em ở gần thì cứ sắp xếp đến xem. Lúc nào Trung rỗi thì Trung sẽ vệ sinh nó, cho nó nhìn cho nó sạch đẹp một tí. À mà thôi, cứ để nguyên như vậy để nó ít không có xét rỉ. Để được lâu.